Mến chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình du lịch cuối tuần của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình tuần này, Hải Yến xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một chuyến hành trình trải nghiệm mới mẻ tại Đà Lạt. Tiếp đó, cùng ngắm nhìn sắc màu rực rỡ hiện đang tô điểm cho đất trời xứ trà bờ lao. Tuy nhiên, trước khi đến với những trải nghiệm thú vị ấy, mời quý vị và các bạn cùng đến với một số thông tin văn hóa, thể thao, du lịch trên địa bàn. Nằm trong khuôn khổ của giải siêu marathon quốc tế Đà Lạt Ultra Trail lần thứ 3 năm 2019 tại thành phố Đà Lạt và huyện Lạc Dương, các vận động viên đã tranh tài ở các cự ly chạy bộ 70 km, 42 km, 21 km và 10 km. Các vận động viên tham dự các cự ly xuất phát theo lộ trình từ khu du lịch Thung lũng Tình yêu, quốc lộ Đông Trường Sơn, trung tâm văn hóa huyện Lạc Dương vào rừng thông, núi Làng Bi An qua xã Lát đến cổng trời, thủy điện Angkorat, Hoàng Hạc Quán và đích đến là khu du lịch Thung lũng Vàng. Với đường rừng núi quanh co, đòi hỏi các vận động viên phải phân bổ sức lực, vượt qua khó khăn, chinh phục giới hạn bản thân, đảm bảo hoàn thành suốt chặng đua. Năm nay, đường chạy Đà Lạt Ultra Trail đón nhận số lượng đăng ký tham dự cao kỷ lục với hơn 4.400 người, trong đó có 400 vận động viên người nước ngoài từ 45 quốc gia trên thế giới, cho cả 4 cự ly 10 km, 21 km, 42 km và 70 km. Riêng cự ly chạy 70 km có đến hơn 380 vận động viên tranh tài. Giải siêu marathon quốc tế Đà Lạt Ultra Trail lần thứ 3 năm 2019 nhằm tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, giới thiệu con người và cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp Đà Lạt, Lâm Đồng đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Đồng thời cũng là dịp để các vận động viên khám phá những cung đường với cảnh quan thiên nhiên thơ mộng, tuyệt đẹp và không khí trong lành mát mẻ. Tăng cường giao lưu hợp tác phát triển thể dục thể thao giữa Lâm Đồng với các tỉnh thành trong cả nước và các đoàn vận động viên quốc tế. Tại giải đua xe đạp địa hình quốc tế Đà Lạt Victory Challenge 2019 được tổ chức trên cao nguyên Lâm Viên đã đem đến nhiều trải nghiệm thú vị cho các vận động viên và du khách tham gia. Sự kiện do Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Lâm Đồng, Liên đoàn Xe đạp Mô tô Thể thao Việt Nam phối hợp cùng Công ty Sự kiện Việt Nam tổ chức. Giải đấu thu hút 200 vận động viên đến từ nhiều quốc gia tham dự ở hai cự ly là 42 km và 70 km. Kết quả chung cuộc, cự ly 42 km chuyên nghiệp nam thuộc về Pierre Yves với tổng thời gian đua là 2 giờ 44 phút 49 giây. Trong đó, ở cự ly 42 km dành cho nữ, Hoàng Thị Thấm của Việt Nam là người về nhất với tổng thời gian đua là 3 giờ 13 phút 26 giây. Với cự ly 70 km chuyên nghiệp dành cho nam, Đinh Văn Linh lần thứ 3 liên tiếp giành chức vô địch nam với tổng thời gian 3 giờ 58 phút 46 giây. Và Vũ Thị Kim Lộc đến từ đội An Giang về nhất cự ly 70 km chuyên nghiệp dành cho nữ. Quý khán giả thân mến, nhiều người đã từng ví rằng đồi chè Cầu Đất được xem như một điểm nhấn đặc trưng của vùng đất Đà Lạt. Nơi đây mang vẻ đẹp huyền bí của thiên nhiên, là nốt nhạc trầm hòa mình vào bản tình ca trong khung cảnh thiên nhiên Đà Lạt thơ mộng trữ tình. Ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng khám phá điều gì hấp dẫn tại nơi này. Mời quý vị và các bạn cùng đón xem nhé. Nằm cách xa Đà Lạt khoảng 25 km với diện tích gần 600 hecta, đồi chè Cầu Đất còn là một điểm đến thú vị đã gần trăm tuổi. Vốn chỉ là đồn điền thời Pháp thuộc từ năm 1927. Đồn điền trà được kế thừa và phát triển cho đến tận ngày nay với hương vị vẫn đậm đà như thuở nào. Tại đây, bạn sẽ thấy một màu xanh bạc ngàn không có điểm dừng với những đồi chè nối tiếp nhau, tạo thành khung cảnh vô cùng thơ mộng nhưng không kém phần hùng vĩ. Bạn cũng có thể đi dọc các triền đồi để chiêm ngưỡng và lưu lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp cũng như tận hưởng bầu không khí trong lành ngát hương trà.
Quý khán giả thân mến, Cầu Đất vốn nổi tiếng với cây cà phê, tuy nhiên trà cũng là một trong những đặc sản được du khách đặc biệt quan tâm. Và ngày hôm nay thì Thùy Linh sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một tour trải nghiệm thưởng trà cũng như là hái trà trực tiếp cùng với những người nông dân tại đây. Và xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với lại chị Thư, quản lý của khu vực đồi trà Cầu Đất để cùng tìm hiểu xem tour trải nghiệm hái trà này như thế nào nhé. Xin chào chị. Thưa chị, đối với những loại khách nào thì chúng ta có thể đến đây để có thể tham quan được cái tour trải nghiệm này ạ? Hầu hết thì tất cả mọi người đều rất thích cái tour này, nhưng mà bên mình vẫn chú trọng và quan tâm nhất đó là học sinh. Thì các bạn rồi độ tuổi cho học sinh tầm cấp 3 đến với bên mình là đa số là tuổi cấp 3 là các bạn nhiều nhất. Thì các bạn đến đây để các bạn chủ yếu là thu hoạch trà, để hiểu được cái quy trình chăm sóc trà là như thế nào và cách thu hoạch ra sao và cái chế biến nó như thế nào để ra được thành phẩm. Thì hiện tại thì bên mình đón là rất là nhiều đoàn đến từ các trường khác nhau. Vậy thì ngày hôm nay chị có thể giúp cho Thùy Linh cái cách, hướng dẫn cho Thùy Linh cái cách để làm sao mà mình có thể hái được cái đọt trà tươi ngon như thế này được không ạ? Đến với tour trải nghiệm này, du khách được hóa thân thành những người nông dân đeo gùi, đội nón, tự tay ra vườn hái những đọt trà xanh mướt, căng tràn sức sống. Dưới sự hướng dẫn của hướng dẫn viên, bạn sẽ nắm được các quy tắc cơ bản về việc hái những đọt chè đúng chuẩn để đưa vào khâu chế biến. Thả mình vào đồi chè, tay nâng niu từng bức trà để cảm nhận sự tươi mát và thanh bình của nơi đây. Sau khi hái trà, du khách có thể thẳng bộ thông dong hoặc di chuyển bằng xe điện vào nhà máy trà cổ để thực hiện bước tiếp theo của quy trình sản xuất trà truyền thống. Đầu tiên, du khách sẽ được hướng dẫn cách phơi trà bằng phương pháp hoàn toàn nguyên thủy. Sử dụng sân phơi và dùng ánh nắng trực tiếp để làm héo trà, nhằm đem đến chất lượng sản phẩm tốt nhất. Hoàn thành công việc phơi trà, bạn sẽ được tham quan nhà máy sản xuất để hiểu thêm về những nguyên tắc cơ bản, làm nên những viên trà ngon và đẹp mắt. Sau một ngày được trải nghiệm hái trà cùng các nông dân thì để cho ra được những viên trà thành phẩm như thế này thì bây giờ Thùy Linh xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng trải nghiệm trong xưởng sản xuất trà để có thể biết được quy trình làm ra những viên trà như thế này nhé. Chị có thể cho mọi người được biết cái quy trình để làm ra những viên trà thành phẩm như thế này ạ? Thì sau khi mà mọi người đã trải nghiệm cái thu hoạch ngoài thì mọi người sẽ về đây thì làm héo trà trên sân. Sau khi mà làm héo xong thì mọi người sẽ vào là làm lạnh. Sau khi vào phòng lạnh xong rồi để thức tỉnh lá trà thì mình sẽ cho qua cái công đoạn là quay thơm. Khi mà quay thơm xong rồi thì mình sẽ vào xào trà. Xào trà xong khi hết đủ độ của nó rồi thì mọi người sẽ qua là tạo hình. Thì tạo hình thì có thể là dập, sấy như thế nào để ra được cái thành phẩm thì tùy. Mình có thể là từ 6 đến 7 lần nó sẽ ra được cái công đoạn đây là những viên trà như thế này. Vậy đối với những du khách sau khi trải nghiệm cái tour thu hoạch trà này thì nhu cầu của du khách muốn mua những sản phẩm này mang về làm quà thì cái công ty mình sẽ đáp ứng như thế nào ạ? Thì tùy những cái tour đó thì khách có thể là liên hệ trước với bên mình, tùy vào cái RAM trọng lượng như thế nào khách có thể yêu cầu thì bên mình có thể cung ứng được cho khách hàng. Thì mình có thể là đưa khách hàng qua cái cửa hàng showroom của bên mình để tùy vào đáp ứng được cái nhu cầu của khách hàng. Vâng, thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì quý vị và các bạn đã cùng Thùy Linh trải nghiệm một ngày có thể hái trà và làm ra được những viên trà thành phẩm như thế này. Thùy Linh xin chúc quý vị và các bạn chúng ta sẽ có chuyến hành trình khám phá tại Cầu Đất Farm với những viên trà và những cây trà đầy thú vị này nhé. Bên cạnh việc tìm hiểu quy trình sản xuất, du khách sẽ được giới thiệu và tham quan nhà máy trà cổ với những cỗ máy gần 100 năm tuổi được đưa vào hoạt động từ năm 1927. Những cỗ máy cũ kỹ cồng kềnh vẫn nguyên trạng, minh chứng cho sức sống bền bỉ của một sở trà nức tiếng một thời. Không gian nhà máy với những dấu ấn lịch sử sẽ giúp du khách hiểu thêm về vùng trà Cầu Đất, về nhà máy trà cổ lớn nhất Đông Nam Á và về đời sống con người nhiều thế hệ gắn bó với sở trà năm xưa. Sau một ngày thấm mệt, du khách sẽ được thả mình vào không gian bình yên mộng mơ của đồi chè giữa tiết trời se lạnh của Đà Lạt. Nhâm nhi một combo gồm cà phê và trà xanh nóng, thứ đặc sản của vùng đất Tây Nguyên. Thoải mái tán gẫu cùng bạn bè, quả không có gì là tuyệt vời hơn. Với vẻ đẹp lãng mạn mà thiên nhiên ban tặng, đồi chè Cầu Đất vẫn luôn xứng đáng là một trong những điểm đến hút hồn du khách nhất của phố núi cao nguyên Đà Lạt. Quý vị và các bạn thân mến, nếu như tháng trước Đà Lạt được nhuộm hồng bởi mai anh đào và những ngày đầu tháng 3 lại tràn ngập sắc tím của hoa phượng,
thì những ngày gần đây, du khách lại kháo nhau về một màu hồng phấn đang phủ khắp đất trời Bảo Lộc. Màu sắc ấy được tô điểm từ những cành hồng phấn, hay còn được gọi dưới cái tên hoa kèn hồng. Hiện tại, nhiều cây hồng phấn tại Bảo Lộc đã trụi lá, quen những chùm hoa hồng nhạt phủ kín tán cây. Loại hoa này được công ty cổ phần công trình đô thị Bảo Lộc đưa vào trồng thử nghiệm tại một số tuyến đường và công viên từ năm 2010. Hồng phấn là tên gọi được công ty cổ phần công trình đô thị Bảo Lộc đặt theo màu sắc của hoa. Ở một số nơi như thành phố Hồ Chí Minh, loại hoa này cũng bắt đầu được trồng tại một số tuyến đường với tên gọi kèn hồng. Đây là loại hoa có nguồn gốc từ châu Mỹ, là loại cây thân gỗ, tán có hình dù, cao từ 10 đến 15 mét. Hoa có hình dạng giống hình chuông, mọc thành từng chùm từ 5 đến 7 hoa. Khi ra hoa, hầu hết lá đều rụng. Trên đầu mỗi cành chỉ thấy những cụm hoa có màu hồng phấn. Trong chương trình mà phát triển đô thị và tạo cái mảng cây xanh, công viên đường phố, thì trong đó là cái cây hồng phấn là một trong lựa chọn của thành phố để trồng ở một số tuyến đường, một số những công sở, công viên. Thì đặc thù cái hoa hồng phấn là nó nở theo mùa và tạo một cái sắc thái rất đẹp, tạo cái cảm giác là thích thú về của người yêu hoa. Nên hiện nay thì rất nhiều đơn vị, rất nhiều bà con nhân dân là muốn tạo trồng cái này để làm cái cảnh đẹp cho thành phố. Và mùa hoa kéo dài từ tháng 3 đến tháng 6, những tuyến đường có loại hoa này đã thu hút nhiều bạn trẻ đến chiêm ngưỡng và chụp hình lưu niệm. Sắc hoa rụng xuống thành những thảm màu hồng rất đẹp. Những chùm hoa hồng nhạt mọc trên cả những tuyến đường dài khiến cho thành phố Bảo Lộc trở nên thơ mộng hơn bao giờ hết, tạo sức hút với bao người qua đường phải ngẩn ngơ trước loài hoa đẹp lạ mắt, kể cả người dân của thành phố Bảo Lộc. Mình cảm thấy là từ khi trồng cái cây hoa hồng phấn này ở trên Bảo Lộc mình thì cảm thấy cảnh đẹp hơn. Cái màu hồng nó làm cho cảm thấy cũng như là một cái cảnh giới trẻ, thì bây giờ thấy thường hay đi chụp hình check-in ở những cái chỗ mà có những cái cây này, và bản thân mình cũng rất là thích chụp hình, cảm thấy rất là đẹp. Hiện tại, toàn thành phố Bảo Lộc có hơn 2.000 cây hồng phấn được trồng ở các tuyến đường như Nguyễn Công Trứ, Quốc lộ 20, Lý Thái Tổ, Kim Đồng, Bùi Thị Xuân, Lý Thường Kiệt và ở công viên Hồ Thượng Lưu, Đồng Nai, khu vực phía đông Hồ Nam Phương. Có người dừng chân dưới gốc cây trầm trồ khen ngợi, có người đem theo cả máy ảnh, vừa ngắm hoa, vừa bấm máy. Và đương nhiên, nhiều bạn trẻ không bỏ lỡ cảnh đẹp này để có cho mình một bộ ảnh đáng nhớ cùng hoa. Những chùm hoa bung tỏa trên những tuyến đường dài khiến cả thành phố Bảo Lộc như chìm trong một bộ phim thời thanh xuân với cả màu hồng ngọt ngào. Rải bước trên những con phố, ngước nhìn chùm hoa hồng phấn tỏa sắc, bạn lại cảm thấy lòng mình bồi hồi, ngẩn ngơ trước vẻ đẹp nhẹ nhàng, hư ảo của loại hoa này. Quý vị và các bạn thân mến, màu hoa kèn hồng phấn tươi đẹp dịu dàng tại thành phố Bảo Lộc vừa rồi cũng đã khép lại chương trình du lịch cuối tuần ngày hôm nay. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ này tuần sau để cùng Hải Yến cập nhật những thông tin du lịch hấp dẫn cho chuyến hành trình khám phá mảnh đất Nam Tây Nguyên. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!